Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình mới làm được cái chậu các bạn. Cái chậu này mình làm từ cái rễ cây nha các bạn. Rễ cây nó cũng lũa rồi nè. Sẵn nó có cái bọng á, rồi mình khoét sơ. Mình dán nó vô cái chậu này các bạn. Đó, mình dán bằng xi măng ha. Dự định của mình là mình trồng cái cây mini vô đây các bạn. Cho nó đổ xuống ha. Các bạn theo dõi mình trồng cây cho vui nha các bạn. Thì mình chọn cái cây sâm hương cho nó các bạn. Vì cái chỗ cái hốc mà chứa đất nó cũng ít á. Nhỏ nên mình trồng cái cây sâm hương cho nó dễ sống các bạn, dễ chăm sóc nữa ha. Chứ sâm hương nó có cái rễ cũng dày dày các bạn. Để chút mình uống cho nó đổ xuống ha. Cái cây sâm hương này mình cũng dâm cành nha các bạn. Mình dâm cành mình nuôi nó cũng lâu rồi. Cái bộ rễ nó cũng nhiều rồi các bạn. Đó. Rồi để mình rửa cái bộ rễ ra các bạn. Bộ rễ sau khi mình lấy nước mình xịt rồi mình rửa ra các bạn. Nó có cái bộ rễ đẹp các bạn. Bộ rễ này mình cho nó ôm đá cũng được các bạn. Đó. Cho nó ôm đá cho cũng đẹp các bạn. Thì trước khi mình trồng vô cái gỗ lũa này thì mình uống kẽm sơ các bạn, mình quấn kẽm trước ha. Chứ để hai mình trồng vô thì quấn kẽm nó khó các bạn. Này mình trồng vô mình cho nó đổ xuống các bạn. Nó đổ xuống rồi mình cho cái tàn nó bay ra ha. Để mình uống cái tàn cho nó vừa đổ xuống mà nó vừa bay ngang ra các bạn. Như cái cây mà nó mọc treo leo trên vách đá mà cái thân nó thòng xuống ha. Còn hai chùm rễ này nãy mình tính cắt bỏ các bạn. Nhưng mà mình để lại thấy nó cũng hay các bạn. Thế thì mình cắt sơ lại cái bộ tàn các bạn. Để chút có gì mình vô kẽm mình uống đó các bạn. Vì cái hốc cây này cũng nhỏ nên chứa được ít đất các bạn. Thì sau khi mình trồng rồi mình tưới cho nó ướt các bạn. Mình thấy có hai cái chùm rễ này nhìn nó đẹp các bạn. Không biết các bạn thấy nó đẹp không chứ mình lại thích cái hai chùm rễ này các bạn. Quyết định mình để luôn. Dưới là cái chậu ở dưới đây các bạn. Anh chúc mình chế nước vô ha. Cho cái rễ nó hồng vô nước luôn. Cái này nãy mình tính để mình uống đó các bạn. Nhưng mà mình thấy mình trồng cái cây dạng này như thiên nhiên mà. Mình để cho nó tự nhiên luôn các bạn. Giờ mình cắt tỉa hết ha. Này chỉ mình cắt tỉa thôi các bạn. Khỏi uống ha. Với cây sâm hương thì mình cắt tỉa thường xuyên thì cái lá nó nhỏ rồi các bạn. Đó, mình cứ ra tược dài dài mình bấm mà. Lần lần cái tàn nó dày tàn lên đó các bạn. Lá nó nhỏ lại ha, nhìn đẹp các bạn. Để mình cắt tỉa cho nó thoáng thoáng ra ha. Mình làm cái chậu như vậy thì nó cũng nhìn cũng là lạ các bạn. Nó ở dưới cái chậu dưới nếu mà mình không chế nước thì nếu các bạn làm thì mình có thể dưới trồng mình trồng riêu cũng được các bạn. Đó, mình trồng riêu hoặc là mình trồng thêm cái cây thêm một cây dưới nữa các bạn, nhiều lựa chọn ha. Sau khi mình cắt tỉa này các bạn, rồi mình chế nước vô các bạn. Giờ cái mấy cái rễ nó thòng vô trong nước luôn các bạn. Nhìn thấy cũng độc lạ ha các bạn ha. Nãy giờ mình cứ thích hai cái chùm rễ đó các bạn.
Sẵn mình có cái bèo cám đó các bạn. Rồi mình thả vô luôn cho mát nước ha. Đó. Nhìn thấy cây nó cũng hợp các bạn. Rồi nãy giờ mình trồng cây này nó cũng hoàn thiện rồi các bạn. Thì các bạn xem clip cho mình xin ý kiến dưới phần bình luận ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo ạ. Xin chào các bạn.